Hello, em xin chào tất cả các anh chị và cô chú bác nha. Tối hôm nay em chỉ nấu bún đơn giản gọi là cấp tốc thôi mà, nhưng mà đuôi bò có da này các anh chị và cô chú bác ngon không? Nhìn thấy cái nồi bún hấp dẫn hơn các anh chị và cô chú bác đây. Đuôi bò nghe các anh chị và cô chú bác. Và đây là giò sống. Giò sống em quét với lại là tiêu, hành, rồi tỏi, tỏi bột nha. Một muỗng tỏi bột và một muỗng tiêu. Muỗng này nghe cách gì với cô chú bác. Với lại là một nửa muỗng đường như vậy này. Đó. Bún cấp tốc mà nhưng mà nó cũng có cua nghe các chị và cô chú bác. Tại vì ở trong nhà mình có gì thì mình cứ đem ra, mình muốn ăn cái gì mình đem ra cái đó. Cua thì là cua em làm sẵn, em để từng hộp như vậy để em chùi nước. Đây là cua này, cái khi nào mình muốn ăn á thì mình chỉ đem ra thôi. Cua này á, thì mình đã làm gia vị rồi thì mình cứ để từng hộp như vậy, rồi khi nào mình nấu bún rồi đó thì mình chỉ thả vô như vậy thôi này. Cứ thả vô như vậy, thả vô cái nồi bún như vậy. Mình muốn cua đẹp á, thì mình vắt vắt từng cục, mà mình muốn cua như thế nào các anh chị và cô chú bác thì muốn ăn cua kiểu như thế nào. Cua bự thì mình bỏ vô cua bự như như vậy á, là rồi xong rồi. Cái kế bên cạnh này á, là em mới vừa luộc bún xong. Rồi trời mưa quá, mưa tầm tã, mưa mưa đá ở các xịt bị mưa đá đó các anh chị và cô chú bác, cho nên nha, không không có đi chợ được, cho nên may là ở trong nhà là lúc nào cũng có cua, chặt cua em làm sẵn rồi. Xong rồi cái thịt quét đó, thịt quét ở trong nhà cũng có sẵn luôn, thì mình bỏ ra cho nó tan đã, xong rồi cái mình nấu thôi. Cái này là gọi là cấp tốc đây mà, nhưng mà mình ăn thì cũng đầy đủ, có cua có giò sống. Một tô bún là hai miếng cua như vậy này các anh chị và cô chú bác. Mình cứ làm cua đó rồi xong rồi mình cứ bỏ vô từng hộp như vậy, khi nào mình muốn ăn thì cứ thả ra thôi. Cua này á, mình để được 1 tháng này các anh chị và cô chú bác. Mình làm xong rồi mình đổi trong ngăn đông á. Cua mà muốn mua cua ngon á mà mình về mình làm chặt cua đó thì các anh chị và cô chú bác mua cua ở trong Costco hoặc là ở trong sen nó lột cho mình vậy đó. Mình mua về rồi. Đây là giò sống, cái phần cua đó là xong rồi. Bây giờ mình bỏ giò sống vô,
do sống em làm đó. Làm như vậy mình ăn, tại vì ở trong nhà mình có đầy đủ hết rồi thì mình muốn ăn bún thì mình chỉ bỏ ra là mình ăn bún thôi. Cái này mà nếu mà ngon nữa thì mình có thịt bò đó, mình bỏ vô nữa là coi như là rất là ngon luôn các chị và cô chú bác. Nhưng mà hết thịt bò rồi cho nên em không không có làm thịt bò nha. Năm bước sau nữa là mình sẽ có một nồi bún bò. Cái bò có da này á, đuôi bò có da này á, mình phải dặn mới có nghe các anh chị và cô chú bác. Chứ chợ thì nó bán đuôi bò nó làm da rồi, nhưng mà ai muốn ăn đuôi bò có da thì mình phải phải vô farm đó, rồi mình dặn người ta, rồi người ta mới lúc mà có thì người ta gọi phone cho mình ha, rồi mình tới mình lấy thôi các anh chị và cô chú bác. Rồi cái phần đây là cái rổ rau này á, là em hái ở ngoài vườn đem vô này. Tuy mình không có đầy đủ nhưng mà cũng có xà lách, rồi cũng có rau thơm, rồi cũng có rau răm rồi vậy. Mình ăn bún mà không có rau răm thì nó không có ngon nha các chị và cô chú bác. Đây là cái rổ rau ở ngoài chỗ vườn em hái đem vô. Rồi xong rồi cái ai muốn ăn bún nhiều thì múc bún nhiều, mà ai muốn ăn bún ít thì múc bún ít. Bây giờ em múc ra tô mời các anh chị và cô chú bác cùng ăn nha. Tại vì em ăn bún ít chứ em không có ăn bún nhiều, cho nên chỉ là thịt là nhiều thôi, cho nên thấy tôi muốn đây cái đuôi bò có da này các anh chị và cô chú bác. Hai cái đuôi bò có da, nước này là nước màu như cái gì vậy con cô bác. Rồi xong một bữa tối của em đã hoàn tất. Cái em nè, tôi muốn em đã làm xong hoàn tất đi. Màu sắc
nóng lắm các anh chị mình, cô chú bác thơm kinh khủng, là thơm luôn. Mời các anh chị và cô chú bác, cô bạn ngồi ăn với em nha, để thưởng thức cái tô bún cấp tốc nó như thế nào.